Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. À, em chưa có không biết họ của anh là họ gì ạ? Anh Nguyễn Thành Sơn. À, anh Hồ Nguyễn đúng không ạ? Dạ. Không trùng họ với em là được rồi. Có đề gì với họ em ạ? Thường thì quan điểm gia đình em là thường thì cùng họ lên thế thì mình sẽ là người họ hàng gia đình thì thường không có được ghép với nhau. Rồi em. Xinh quá, màu tím xinh quá. Chào em. Em tên gì? Em tên là Mỹ Dung ạ. Dung năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi ạ. Nhưng em đang hiện là nhân viên sale ạ. Nhân viên sale rồi. Dạ, hôm nay đi cầm cái này là cái gì đây? Cầm theo cái gì đây? À dạ, cái này là quà bí mật của em. Xin mời bạn trai của chúng ta. Nhân viên sale để xem gặp chàng trai ta làm gì đi. Chào bạn. Em là Nguyễn Thành Sơn. Hả? Gì? Em là Nguyễn Thành Sơn. Sao? Em là Nguyễn Thành Sơn. Gì? 22 tuổi. Cái này làm gì? Em tới đây để tham gia chương trình. Tham gia làm gì? Kiếm người yêu. Thiệt không? Có thể. Có thể. Quê đâu? Em quê ở Thái Bình. Mời ngồi. Cảm ơn. Làm gì căng thẳng quá vậy? Mới vừa anh thù cả. Nguyễn Thành Sơn. Đến từ Thái Bình đúng không? Bạn làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Bên kia bạn Dung là sale. Bạn có người yêu chưa từ xưa đến giờ? Trước nay cũng có người yêu rồi ạ. Bạn ở Thái Bình, nếu bây giờ bạn gặp một người con gái ở vùng miền Tây đi, xa xôi ở Cà Mau đi, cái địa lý cách trở như vậy thì bạn nghĩ sao? Không vấn đề hết ạ. Ở xe thì giả sử có cái giận nhau cũng khó có thể mà bỏ về nhà về mẹ vợ được. Nhưng mà giờ bắt bạn về Cà Mau làm rể với bạn đồng ý không? Chắc chắn là không rồi. Tại sao? Gái theo trai mà. Nhà ta có con gái một à. Mời bạn về làm rể. Chắc chắn là không được rồi. Quyết định là không được luôn. Dạ. Dung ở đâu? Dung quê ở đâu? À, dạ em sống ở thành phố nhưng mà gốc em thì là ở Quảng Trị ạ. Bây giờ giả tỷ như bạn trai bên kia là được hết rồi đó, yêu rồi đó, bây giờ ra Thái Bình làm dâu em đi không? Yêu đắm đuối rồi đó, bây giờ còn có cái chuyện là ở đâu nữa thôi. Nếu mà yêu đắm đuối mà không thể bỏ được thì chắc em sẽ đi. Sẽ đi. Dạ vâng. Tốt. Hôm nay chị nhìn thấy em là rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp, công việc sale tiếp xúc với rất nhiều người. Dạ. Thế từ đó giờ em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính theo mối tình chính thức á, chính thống luôn là có 2 mối tình ạ. Còn mà râu ria? Dạ, cái đó thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Dạ. Thế bữa nay em đi đến chương trình với ai? Dạ, em đi với mẹ em ạ. Mẹ đâu? Dạ đây ạ. Dạ, chào cô. Cô có mấy người con gái vậy cô? À, cháu nó con một á cô. Cô có một cháu một thôi, bây giờ nếu như mà cái con rể của cô đó là ở xa đó, ở tuốt mà Thái Bình đó, rồi đem con cô qua ra ngoài đó ở thì cô nghĩ sao, cô đồng ý không? Đồng ý, quan trọng là chúng nó sống hạnh phúc với nhau là quá tốt. Dạ, vậy cô có mong muốn gì cái người rể tương lai của mình là người như thế nào không? Trong mong một cái con rể sống có trách nhiệm, có tính chung thủy, đừng hút thuốc, đừng có chửi thề. Có hút không? Dạ không ạ. Có chung thủy không? Dạ, cảm ơn cô. Thật là có chung thủy. Còn nói dối thì sao? Nói dối là không chung thủy. Chúng ta nói ngược lại chứ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Người mạnh mẽ. Tại sao phải cần con gái mạnh mẽ? Người ta thường lấy vợ, có người yêu là cần những gái dịu dàng, nhẹ nhàng thôi. Mạnh mẽ là người đàn ông thôi. Đủ mạnh mẽ hơn bạn sao? Chắc chắn là không mạnh mẽ hơn em được rồi ạ. Bạn có quyết đoán không? Quyết đoán ạ. Trong gia đình, bạn có gia trưởng không? Gia trưởng thật ra thì cũng không hẳn là không tốt. Em có thể nói em là gia trưởng. Dung có sợ một người đàn ông quá gia trưởng làm chồng của mình? Dạ có ạ. Bởi vì tính em thì cũng ngang bướng. Ngang bướng, mình nghĩ bạn rất năng động và ngang bướng. Dạ. Hôm nay bạn mặc cái đầm rất là đẹp. Ai tư vấn tại sao bạn chọn cái đầm này? Chiếc váy này là do mẹ em may ạ. À, dạ. Mẹ may. Dạ vâng, mẹ may. Mẹ thiết kế và mẹ may luôn. Mẹ thiết kế luôn. Dạ mẹ vâng. Mẹ may hả? Dạ vâng ạ. Hay là có may cho khách nữa hay là? Dạ đúng rồi. À. May cho khách nữa. Nhưng mà thường thì may cho khách chỉ là sơ mi quần tây thôi. Còn riêng may váy là chỉ có may cho mình em. Nên thường là những sản phẩm độc quyền. À, bạn mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Về đối với bạn trai của em thì thứ nhất là phải lớn hơn em. Tại sao phải lớn? Nhiều khi chưa chắc cái tuổi lớn mà cái quan điểm đã lớn. Lớn bao nhiêu, bạn muốn hơn lớn hơn bao nhiêu? Dạ, 20 tuổi. Từ 20 tuổi thì cũng hơi lớn quá, tầm từ 7-8 tuổi. Vậy là bên kia hợp rồi đó, hợp với bạn rồi đó. Dạ, thường thì em cũng không có đòi hỏi bạn trai của em nhiều quá. Tại thường em có cái kế hoạch sẵn trong cuộc đời của em rồi. Kế hoạch sao đâu nói luôn cho mọi người à, nghe. Đây là cuốn sổ mà lúc nào em cũng mang theo rồi. Và cũng rất là ghi nhiều thứ ở trong này. Hiện giờ thì em đang 23 tuổi. Riêng với tới 26 tuổi thì em sẽ kết hôn.
khoảng 27 tuổi thì em sẽ muốn có baby. Từ năm 27 tới năm 30 tuổi là thời gian để ổn định gia đình. Và khi 30 tuổi thì lúc đó em có thể tự bắt đầu kinh doanh và tự lập nghiệp cho mình. Chà, còn dạ, bạn gái có kế hoạch rất rõ ràng. Bạn có kế hoạch gì không? Có. Kế hoạch như thế nào? Trước tiên là lập gia đình. Lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Như là càng sớm càng tốt. Càng sớm, nếu bạn kia nói chờ tới 3 năm nữa thì bạn đồng ý không? Anh sẽ cố gắng thuyết phục để mà mình sẽ rút ngắn cái thời gian đó lại. Bạn muốn sớm nhất là bao nhiêu? Mai cũng được. Mai cũng được. Cũng chờ quá đúng không? Hôm nay bạn đến trường với ai? Em đến với lại em gái á. Em gái đâu? Em gái bạn đâu? À, xin chào bạn. À, anh mình muốn vợ quá rồi, bạn thấy sao? Bố mẹ em chắc cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi hả? Sao em không tìm người mai mối cho anh của mình? Thường là em gái á, thường là biết tính xấu của anh rồi. Thấy là nếu mà giới thiệu bạn gái cho anh thì tội bạn. Tính xấu của anh là gì vậy? Nói luôn đi. Dạ cái này em chưa cho anh đường rút lui cho nên là chắc để bạn nào nó tự tìm hiểu. Đúng rồi. Rồi thôi giờ mình nói tính xấu rồi đi, cùng kia chịu luôn, đồng ý luôn. Tính xấu bạn là gì? Em thấy tính này gì của anh tốt hết. Nói thật đi, thôi cho là nói cái tốt đi. Trời ơi. Cái tốt đó. Tốt thì nói chung là chị nhớ em tốt lắm. Trời đó. Người này còn chưa hiểu rõ bản thân mình nữa, làm sao mà có thể mà tìm hiểu ai được. Tôi có thích mấy người vậy đâu nha. Trời ơi, mặt xinh quá. Mặt xinh ý, sao em nói bạn gái hả? Xinh trai cũng được vậy. Mũi cao dữ. Bao nhiêu tuổi hồi nãy nó ba mấy? 32 ạ. 32, từ từ đi, ba năm nữa thì mới 35 mà vẫn được. Trai lấy vợ chi sớm? Lấy nhau là ở Sài Gòn đúng không? Hay là về Thái Bình? Dạ về Biên Hòa ạ. Ủa sao vậy? Sao nãy nó quê Thái Bình? Thì quê Thái Bình còn nhà ở Biên Hòa ạ. Bây giờ ta ở Sài Gòn làm sao ta đi về Biên Hòa được? Em cũng ở Biên Hòa và đi lên Sài Gòn làm việc, đâu có vấn đề gì đâu ạ. Để chị hỏi bên đây coi chịu đi Biên Hòa không nha. Dạ, Biên Hòa so với Thái Bình thì vẫn gần hơn ạ. Cũng đỡ ha, dạ, hồi nãy được. Thái Bình mà em còn chịu đi, nếu mà muốn chị ở Biên Hòa. Rồi, bây giờ mình xem thế nào rồi mình gặp mặt nhau luôn ha. Chào bạn. Chào anh ạ. Nếu như bây giờ bạn bên đây nói là thôi bây giờ yêu quá rồi, ngày mai cưới luôn, chịu không? Cái đó em nghĩ phải thông qua gia đình nữa à. Bởi vì em thì ở với mẹ em, hai mẹ con cũng rất là thân. Ví dụ như mẹ em không chịu anh bên đây mà em chịu thì sao? Nếu trong khả năng của mình em thuyết phục được mẹ em á thì em sẽ làm. Còn bây giờ anh này nói ngày mai lấy luôn mà mẹ em không chịu thì sao? Dạ vậy thôi, không được à. Vậy là theo mẹ đúng không? Dạ vâng ạ. Theo mẹ, quan trọng là thuyết phục mẹ đi nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút. Bắt đầu. Chào anh ạ. À. Chào em. Đến với chương trình thì em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh ạ. À. Một quyển sổ. Mong anh có thể nói được những cái gì mà mình thích vào. Dạ. Cảm ơn. Sổ không có quà. À, em chưa có biết họ của anh là họ gì vậy? Anh Nguyễn Thành Sơn. À, anh Hồ Nguyễn đúng không ạ? À? Dạ. Không có trùng họ với em là được rồi. Vấn đề gì với họ em ạ? À? Thường thì quan điểm gia đình em là thường thì cùng họ lê thế thì mình sẽ là người họ hàng gia đình thì thường không có được ghép với nhau. Chứ em anh thấy em cũng rất là xinh đẹp và cũng cá tính nữa. Mà tại sao lại... Những anh chàng mà em để ý á, một là có bạn gái hay là đã có gia đình vì họ chững chạc. Thì thường họ đều có yên bề hết rồi. Bây giờ bạn nữ thấy bạn nam thế nào? Cảm nhận thế nào về bạn nam? Em thấy anh hơi nhát. Em đã nhát anh còn nhát hơn em nữa. Đâu chị thấy em đâu có nhát đâu. Em cứ vậy á. À, thấy bên đó nhát đó. Thấy bạn gái này có phù hợp với mẫu người mình đang chờ đợi không? Bạn này rất là đẹp. Nhưng mà tính cách của em thì lại trái ngược, đôi khi lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Em ngang bướng, cứng đầu. Thì trong cái tiêu chuẩn của anh, cái tiêu chuẩn lựa chọn thì cái yêu cầu đầu tiên của anh là mạnh mẽ. Thì anh nghĩ là cái tính cách của em rất là phù hợp. Anh có nghe cái trong cái định tương lai của em á, là có trong 27 tuổi đúng không, là lập mở công ty đúng không? À 30 tuổi sẽ sinh con. Cái việc đó là việc của đàn ông, sao lại... Chồng em sau này sẽ là giám đốc. Đúng rồi, hỗ trợ em. Hấp chưa? Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Bạn tìm thấy điều gì ở người bạn gái này? Mạnh mẽ.
mạnh mẽ. Mình thấy bạn là có vẻ nhút nhát. Mình thấy bạn đáng lẽ phải ngược lại mới đúng á. Em có cảm nhận vậy không? Sao em lại chọn bên trai này? Vậy sao em lại đồng ý? Phải đôi khi em mạnh mẽ quá thì người ta lại nhìn vô không nói em là phụ nữ. Nên chắc em cần phải gần một người nhẹ nhàng một tí để dìm cái mạnh em xuống. Đó cũng là một cái ý kiến, đó là một cái cảm xúc đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm thấy được nhiều cái sự đồng cảm với nhau hơn nữa. Chúng ta có thể nắm tay nhau để truyền một tí cảm xúc trong lần đầu tiên gặp mặt. Thật là em không phải khen bản thân của em, mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ mới tặng xuống được. Kẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội. Thật sự là có rất nhiều người dạ em nha, 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Thật chưa yêu nhưng mà còn dính không? Thế hỏi chứ. Không lẽ chưa yêu mới tin? Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Đình Tuấn Phong, năm nay con 25 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của con là kỹ sư thiết kế phần cứng trong công ty ở khu công nghệ cao quận 9. Thôi, mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến MC Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng với các khán giả trong trường quay và anh bên kia một lời chào thân thương nhất ạ. Giống MC quá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hồng Yến Nhi, năm nay em 21 tuổi, quê quán em là ở Đồng Nai. Nghề tay phải của em á là sale cho thuê căn hộ phòng trọ. Nghề tay trái của em là diễn viên tự do ạ. Và em mong là lúc đi hết mình lúc về có bồ ạ. Lúc đi hết mình lúc về có bồ, lúc đi hết mình lúc về có bồ. Ờ, nói nghe nè, mới có 21 tuổi thôi mà làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Dạ, là tại vì á kiểu như em cũng ế lâu rồi á. Làm 21 ế lâu. Không, kiểu như là em chưa có tìm được người phù hợp với em. Và những cái em là em nói thật là em không phải khen bản thân của em, mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Nhưng mà em không hiểu tại sao á, nhiều người em quen á lại đối xử kiểu như là phản bội em kiểu vậy á. Nên em vẫn chưa tìm được cái người nào ưng ý với em á. Ok. Rồi bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái tao biết đi, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của con là chắc là con khả năng thích ứng với lại môi trường rất là nhanh, học hỏi cũng nhanh nữa. Trong môi trường làm việc của con có nhiều người nước ngoài cho nên khả năng giao tiếp tiếng Anh của con cũng khá tốt. Rồi. Còn điểm yếu của con thì nói chung là cũng còn hơi lề mề, thì nhiều khi cũng hơi nóng tính, nhưng mà bây giờ sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ cũng đã trầm xuống nhiều rồi. Trẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội hơn. Thật sự á là con cũng rất cảm ơn chương trình. Tại vì giờ hồi năm ngoái á thì mẹ của con đã bị đột quỵ, và trong khoảng thời gian mà hồi phục sau đột quỵ á, huyết áp của mẹ con á nó tăng giảm rất là thất thường. Thì khi đó không ngờ là nhờ chương trình á, huyết áp của mẹ con rất là ổn định, là coi như là 606 tập của chương trình mình là nhà con là coi như là đầy đủ hết. Ồ vậy hả? Trời, em nói đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà. Đúng rồi. Lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng. Vết sẹo ở đâu đâu em? Cái đó là bị gì? Ở đùi phải. Ở nhưng cô mà... gái xinh đẹp vậy, vết sẹo có gì đâu. Nói thiệt, người xinh đẹp như em hả, có vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn. Có mối tình thôi hả? Dạ, có bốn mối tình. Có bốn mối tình. Bốn lần hả? Mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần. Trời ơi. Bốn mối tình mối dài nhất là nhiêu? Dạ, mối tình dài nhất chắc là một năm. Quen như vậy, nhiều vệ tinh như vậy, nhiều bồ như vậy, mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi, thì mình có ăn cơm trước kẻng chưa? Trước kẻng chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người dạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn trinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là, vậy luôn. Cái đó là cái quan điểm của em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em đúng, dạ đúng. Thôi, đúng. Ráng giữ nha. Dạ đúng. Bên đây nãy giờ nghe thấy sao? Em thấy bạn nữ bên kia là một người rất là năng động. Dạ, cá tính. Dạ. Còn mình mấy mối tình rồi? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á, thì mình học
cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi. Chưa yêu nhưng mà còn zin không? Phải hỏi không chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tinh. Thì làm sao tôi biết được, cái chuyện yêu là khác, còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được. Cho nên tôi hỏi. Phải trả lời cái điều đó chứ. Sao nè, sao nè. Sao nè? Em còn không? Dạ còn. Dạ còn. Con. Ôi trời. Lỗi bà mối à. Nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao? Thì hồi nãy con nghe bạn mới 21 tuổi thì con nghĩ là chắc bạn vẫn còn đang đi học. Nhưng mà không ngờ là bạn làm cả vừa làm sale cho căn hộ mà vừa cả làm nghề diễn viên tự do nữa. Thì con thấy bạn là một người rất là năng động. Phụ nữ thì nãy bây giờ con nghĩ là nên có những cá tính như vậy. Thì họ mới có thể là giúp đỡ người đàn ông trong việc gia đình. Cưng về ngoại hình thì cưng muốn cái người bạn gái phải như thế nào? Trong yêu cầu thì con có ghi là cao trên 1m55. Nếu mà chương trình có thể ưu tiên cho những bạn nào mà sinh năm 99-2000 thì càng tốt. Còn nếu không thì chỉ cần nhỏ tuổi hơn con là được. Sinh năm nhiêu? Con sinh năm 99. 21 tuổi đó. Thì năng động hoạt bát. Và cái quan trọng nhất là lễ phép thì là quan trọng nhất với con. Như vậy là đủ. Giờ cái mẫu người đàn ông của cưng sao nè? Cao 1m75. Tóc tai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Bên đây người ta đủ hết trơn á. Thấy bên đây người ta đủ hết trơn hết trọi rồi. Biết hát nữa. Biết hát không? Thì nếu như em muốn anh hát thì anh sẽ tặng em một bài hát tiếng Anh. Anh cũng không biết là bên đó em đang mặc áo màu gì, nhưng bây giờ anh sẽ hát bài Beautiful in White. Oh, really? Gì vậy? Vậy? Sao hay vậy? Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In this very moment, I found the one and my life has found its missing piece. You look so beautiful in white tonight. Tonight, rồi tonight luôn á. Nam đi dài à? Dạ, con đi chung với ba mẹ và các cô dì chú bác của con. Có ba mẹ nữa ha. Con xin chào cô chú. Cho con gọi là ba mẹ luôn cũng được. anh chị. Ở đây ạ. Chẳng xét về con đi. Tôi xin chào MC Quyền Linh. Tài năng. Chào chị Hồng Vân. Xinh đẹp. Xin nhận phép xét về cháu gái bên này. Thì cháu rất là dễ thương, rất là xinh xắn, lanh lợi. Nhờ ông Mai bà mối cũng tạo cho hai cháu một cơ hội. Nếu mà được thì mình bấm nút hẹn hò. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhà con dâu gì vui lắm á. Còn em đi với ai nè? Dạ, em đi với chú và anh họ và bạn thân của em ạ. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào gia đình nhà trai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Xin được nói đôi lời. Yến Nhi là một cô bé rất là ngoại hình thì khỏi bàn cãi, rất là dễ thương và là xinh đẹp. Về nội tâm thì một người sống rất tình cảm. Còn riêng nhận xét về em trai bên này thì là một người mới 25 tuổi nhưng rất chững chạc và rất điềm đạm. Theo tôi thì cảm giác có một cái gì nó hơi trên nhau. Theo cảm giác thì có cái gì nó không hợp. Nhưng mà xét cho cùng thì có lục bù trừ. Và hy vọng rằng cái sự đối lập này sẽ là sự dung hòa để có một cặp đôi thật là lý tưởng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Được rồi, bây giờ thôi để hai đứa nó gặp nhau đi. Rồi cái duyên có rồi, còn phận tự hai đứa nó quyết ha. Yeah. Rồi mở màn cho hai đứa nhỏ nó gặp nhau đi. Chào em, hôm nay đến đây em có món quà tặng em. Chúc em lúc nào xinh đẹp như đó ha. Dạ, cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây, đây, đây. Tặng rồi, anh. Cảm ơn em. Dạ. Em gặp anh, em có cảm nhận gì không? Em thấy anh dễ thương, cao ráo, đẹp trai, công việc cũng ổn định. Mà nói chung là hơi cũng giống em. Anh kiểu như tóc là cũng thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, biết keo. Em thích. Anh cũng thấy em là một người rất là chững chạc và năng động. Anh cũng thích những người như vậy, để anh cũng năng động theo như vậy thì mình sẽ trở nên tốt hơn. Quy lực bù trừ mà anh, em thì năng động, còn anh là kiểu điềm đạm hơn thì có thể nó sẽ ok hơn. Là hai người đều hài hước với nhau. Hai hài hước quá thì cũng đâm ra lố và vô duyên. Thật ra thì anh cũng năng động lắm, cũng chơi thể thao nhiều á. Nhưng mà giống như anh cũng chơi một mình thôi nên là cũng ít bạn. Không biết là em có nhiều bạn không? Dạ em rất là nhiều anh. Và anh có thể là sau chương trình này nếu mà anh bấm chọn em thì em làm một cái sinh nhật. Tại vì còn mấy ngày nữa là sinh nhật em, là anh sẽ là cái người mà cùng em đón sinh nhật. Năm nay là năm 21 tuổi của em. Tại vì trước giờ em chưa đón sinh nhật với người bao giờ. Vậy thì quá vinh hạnh cho anh. Cảm ơn em.
em ở Đồng Nai, còn anh ở Sài Gòn, là hai tụi mình một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu lần ạ? Thật ra thì bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ có mặt thôi. Còn chuyện khoảng cách không quan trọng. Anh có chiều chuộng bạn gái không? Anh nghĩ chắc là có, tại vì bây giờ anh cũng đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Không chiều cũng được đâu cưng ơi, cô này khá tính lắm luôn á. Em suy nghĩ là bây giờ thì nói vậy thôi chứ quen xong rồi ai biết như thế nào. Vậy thì anh nghĩ là em nên bấm nút để có thể tự tìm hiểu. That's right. Có bấm không? Nói luôn. Thì chắc chắn là sẽ bấm rồi, anh không biết em sao thôi. Hôm nay em đến chương trình anh, em cũng muốn hát tặng cho anh một bài rap. Em sẽ hát bài đó là bài Mượn Được Tỏ Tình. Đứng lên cho nó không khí đi. Còn anh tiền cảnh đúng rồi. Đứng lên đúng rồi. Hỗ trợ luôn. Hậu cảnh ông Linh mặt ngăn. Tập trung. Diễn viên mà không? Action. Ô sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng, giờ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm miếng đất phải nổ. Tiền cách nhìn như vậy phải hưởng ứng theo. Vậy thì bây giờ anh sẽ làm. Em chỉ nó luôn đi, chỉ luôn đi. Chỉ theo em luôn nha. Ừ, chỉ luôn đi. Chỉ theo em à. Rồi. Rồi lại nha. Ô sự chú ý của lẽ lên phải nổ. Đúng rồi, lại là đúng rồi. Lại nha, một lần nữa sụt nha. Chuyện nghiệp thật. Ô sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng, giờ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên mình có lẽ ăn đứt mấy tấm hiền cà phê. Hey, anh ăn có chưa nhờ, nếu sợ thì là một ly. Em chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình dạy dục đi. Anh là chàng trai đẹp, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được đứng đối diện cùng anh khiến em cảm thấy rất gì và này nọ. Trời ơi. Nếu mình không rung động đừng bấm, để nút bấm đó cho người khác bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Bấm chưa? Rồi đó. Người ta bấm lâu lắm rồi. Chờ em thôi, em nhìn gì vậy? Em cần gì biết và bấm hay không thôi. Nhưng mà có rung động thiệt không? Dạ có chứ, tại vì nhìn anh này cũng hiền hiền. Đẹp trai mà. Với lại công việc cũng ổn định, hợp u với em nữa. Hợp u đúng không? Dạ. Có má ngồi như... Đừng có má. Tay đi. Nắm tay. Rồi, bây giờ làm một cái thủ tục làm đường hôn đầu tiên. Thôi giờ mình ta đi. Xin phép chú và mọi người bấm xin phép được không? Liền nhi đó. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén, và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chúc hai đứa sớm báo tin cho chương trình nha. Rồi, mời hai đứa. Nè, em thích nấu ăn, còn nước xài cũng khó gì lắm, khó gì lắm hả? Cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Em có 1m49 được không anh? Thì có thể mình thay đổi được mà em. Tại không, bây giờ hối cũng cái tóc được, đúng rồi. Như xưa. Chính xác. Trong đêm nay mọi người về nhớ hai đứa nó đó. Chứ sao nữa? Nó dễ thương quá. Chắc chắn là cái số này phát ra thì đây sẽ là một cái số rất là đáng yêu. Trong bộn bề của cuộc sống tất bật mưu sinh với những muộn phiền, với những khó khăn, những căng thẳng, thì đây là một trong những cái nụ cười và một cái niềm vui của tất cả mọi người. Và hai đứa nhỏ nó dễ thương vô cùng luôn vậy đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Thôi đi em trai. Dạ chào. Mời giờ gái giới thiệu về mình. Nói về mình đi. Chào chị Hồng Vân. Em chào anh Việt Linh. Chào các vị khán giả. Em tên là Trần Thị Thu Thảo. Năm nay em 27 tuổi.
Quê em ở Trà Vinh, hiện tại em đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em làm ngành gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Ở quận mấy Thảo? Dạ em đang làm ở Bình Dương anh. Ở Bình Dương hả? Rồi em trai. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Nam, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang ạ. Ở Kiên Giang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm bên BIDV chi nhánh Kiên Giang. Rồi bây giờ em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em thích nấu ăn, em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà tại đông người quá nên em run, chứ bình thường mà già đúng đài cũng nói gì lắm. Nói gì lắm hả? Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em thì em hay dễ xúc động, với lại hay run trước mọi người lắm. Rồi em có cái tật xấu gì không? Ví dụ như là hay ghen tuông hay là hay nóng tính? Có, em hay ghen, ghen dữ lắm, mà nóng tính nữa. Vậy hả? Vừa nóng tính lại ghen. Mà bây giờ cũng bớt ghen. Vậy hả? Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là sống thật lòng và chân thành. Còn khuyết điểm của em là đôi khi hay quên và cũng hay nóng tính chút xíu. Em nóng tính hả? Thấy mặt em đâu nóng tính đến mức nhờ. Nóng nhất là em làm gì? Dạ nóng quá thì em xách xe em chạy một vòng hóng gió cho nó mát lại, nó nguội lại về. Cũng không sao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ từ trước tới giờ em trải qua 3 mối tình rồi ạ. Dạ mối tình gần đây nhất thì kéo dài 2 năm, ngưng được khoảng 1 năm rồi. Tại sao chia tay? Thì lý do bọn em chia tay đó là cái phong cách sống của hai bên gia đình chưa được hợp lắm. Dạ. Chưa được hợp có nghĩa là tụi em chưa có tình yêu, chưa đủ lớn. Còn nếu tình yêu lớn thì thật sự cái đó vượt qua hết. Dạ. Rồi mời đàn gái. Em có mấy mối tình? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là ở quê, sau đó em lên học ở trên đây. Và mối tình thứ hai là cách đây là 3 năm. Tại sao lại chia tay? Tại vì do là gia đình không chấp nhận. Gia đình bạn đó hay là gia đình em? Gia đình bạn đó. Cái thời gian quen được lâu không? 5 năm. 5 năm trời. Rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em cứ chia tay. Không, lúc đầu quen á là chấp nhận, nhưng mà thời gian sau á không chấp nhận nữa, nói là quen gái miền Tây ăn chơi. Cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng mà không được. Cho nên em quyết định dừng lại. Rồi và 3 năm là em khép trái tim lại, không cũng có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy không hợp. Rồi, một chút cái gọi là ký ức thôi. Bây giờ mình bỏ hết đi ha. Mình bắt đầu đến với hiện tại. Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Có. Người đừng có mập quá. Vừa người, tóc thì thối như anh Quyền Linh được rồi. Thối như anh hả? Là không được thối hay là sao? Thối cỡ anh Quyền Linh được rồi. Thối quá. Thối cỡ anh Linh thôi hả? Dạ. Em chào em gái dễ thương. Anh thấy là người gái mà thích thối là anh khoái rồi đó. Còn thối gì cài người ta? Thối cỡ anh thôi, tức là không, tại vì hiện tại bây giờ thối cũng cấy tóc được. Đúng rồi, chính xác. Thối hơn anh chút được không? Hả? Thì cấy đi. Ừ, thôi không quan trọng. Quan trọng là tình yêu thương thôi đúng không? Dạ. Vỗ tay cho em. Tôi nghe khoái hói thì tôi khoái liền á. Tôi chịu luôn rồi đó. Nói chung là đàn gái dễ thương quá. Trời ơi, đàn gái số 1 luôn rồi, xong. Trời đất ơi, gì vậy? Mắc cười quá à. Bên tôi đây thấy... ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn trời. Phải đàn gái rồi đó. Tôi chịu rồi đó. Để chị coi đàn trai. Coi đàn trai đi. Nói chung là hơi hói hói chút thôi. Coi như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái là người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Đúng rồi. Chào chị ạ. Lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? Dạ do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ, và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được. Cho nên em chán em bỏ luôn. Rồi cái chị hỏi nè, cái hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác bạn ấy sẽ ổn. Điều này đừng có lo, bất kỳ ai cũng hiếu thảo cha mẹ hết trơn á. Tức là cái người đó em không cần biết đến ngoại hình luôn đúng không? Ngoại hình thì đối với em khoảng chừng 1m55 cũng được rồi ạ. Em có 1m49 được mà anh. 40 cũng được đi em. Cái đó thì giống như kiểu là cái điều mà mình mong muốn thôi. Còn khi mà thực tế như thế nào á thì có thể mình thay đổi được mà em. Thay đổi được mà em á. Em hình dung cái bạn bên đây sao? Anh bao luôn, xinh đẹp vô cùng. Chạy em thì bạn gái thì ở miền Tây, thì con gái miền Tây thường là dễ thương. Trời, gái miền Tây dễ thương. Dạ. Một luôn. Tôi thấy tình hình vậy thôi, để hỏi gia đình đi. Cái ông này ông
Không nôn nao quá rồi. Bây giờ là em đi dài ạ? Dạ, hôm nay em đến với chương trình, em đi cùng với lại anh em đồng nghiệp của em ạ. Rồi, anh em đồng nghiệp ơi. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chào anh. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Nam ơi, theo anh thì nhận xét về bạn gái này rất là hiền lành, rất là chân thành. Và cũng cái đồng cảm là gì? Anh với chị á, là cũng là Kiên Giang và Bến Tre. Còn em á, nếu sau này á, thì Kiên Giang và Trà Vinh. Thì hiện tại đó thì cái khoảng cách về cái không gian á, cái quãng đường á, nó đã được rút ngắn lại, chúng ta đã có cầu. Và em cũng biết lái xe nữa, cho nên là anh nghĩ rằng vấn đề đó không có thành vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta muốn á, thì chúng ta tìm giải pháp, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm lý do. Anh nghĩ là em nên bấm nút và sẽ chọn và sẽ tìm cho mình một cái người để mà tìm hiểu và để mà là có thể là sau này sẽ trở thành người vợ. Hay quá. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Em đi với anh. Dạ, em đi với lại cha mẹ Dượng và hai người bạn. Cả cha, cả mẹ, cả Dượng. Ba rồi. Mẹ em ở quê mới lên. Ồ, vậy đó hả? Dạ, xin chào anh Mình Linh, chào Phương Hồng Dân. Dạ, chào. Mới chào Vinh Linh luôn hả? Dạ, chào Vinh Linh rồi không? Rồi, mình thấy con rể tương lai này tính tình sao, hợp lý không? Theo tôi thấy cũng là được để ý đó cho hai cháu tìm hiểu nhau. Nhưng mà nếu như mình hai đứa nó hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể cho đàn trai bước tới? Dạ, tùy hai cháu. Muốn sao cũng được hết trơn hả? Dạ, vợ dễ quá ta. Tại vì cháu là gái thứ hai mà ta chưa có gia đình, còn hai em đã có rồi. Còn mẹ thấy sao? Cho mẹ nói một câu đi. Cũng được á, để cho hai đứa cháu nó chọn đi. Thấy rể tương lai này hợp không? Cũng hợp. Tóc tai có vấn đề gì không? Dạ không. Về làm rể là có thể giống ông ngoại vợ á. Ngoại vợ hối vậy á. Vậy, về chơi với ngoại hợp rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn gia đình hai bên. Bây giờ mình mở rào. Nên em đến với chương trình, em có món quà là đặc sản quê anh gửi tặng em. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Ủa, Kiên Giang đặc sản gì em? Đặc sản gì dạ, vậy? Nước mắm anh. Đi. Nước à, mắm. Dạ, mắm Phú Quốc. Còn em tặng anh gì vậy? À, em tặng anh là cuốn sách nấu ăn. Em thì yêu thích nấu ăn á, cho nên là em muốn là sau này có cơ hội thì chúng ta cùng nấu và cùng thưởng thức. Kết hợp với lại nước mắm của anh nữa, chắc kho cá ngon lắm á. Rồi, cảm ơn em. Hai em cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, nụ cười cũng khá là tươi. Rồi thời gian làm của em là như thế nào? Thời gian làm em thì em làm giờ hành chánh. Cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật? Không, thứ bảy thì được về sớm. À. Dạ. Nếu như mà chúng ta cho cơ hội thì anh sẽ hẹn hò như thế nào? Thì thực ra thì đường xá đi từ dưới anh lên trên Sài Gòn và Bình Dương thì cũng bây giờ cũng gọi thuận tiện, cho nên là anh nghĩ nó cũng không phải là trở ngại lắm. Thì, thường công việc của anh thì anh sẽ được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, cho nên là một tháng thì có thể là từ 2 đến 3 lần vẫn được. Rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế, tiền bạc ai giữ, con cái con trai hay là con gái, hãy trao đổi với nhau luôn đi. Anh nhường cho em trước á. Em thì con cái thì trai gái gì cũng được. Nếu mà con gái thì càng tốt thì em thích sửa soạn cho nó hơn. À, anh dễ thích mua đồ hơn. Anh cũng thích bé gái hơn. Ừ, bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Hai dạ. Đứa giống con vậy. Em tiến cô gái em nắm tay, em hát một bài nào đó. Đúng rồi. Ngọt ngào lấy tình cảm cô gái đúng chứ rồi, con. Vậy nào. Đi. Đi gồng quá vậy đi thoải mái lên coi. Thôi đến với chương trình á thì anh cũng hát tặng em một đoạn. Hai nào, đứa đứng lên đề ba đi. Nắm tay đi. Là... Thôi anh xin phép ha. Nhìn thẳng vô mắt nhau hát. Sao tự dưng em quên lời mất tiêu rồi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, tình đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay quá. Liền để nguyên rồi đáp ta. Lại đáp lại liền em. Em cũng xin hát tặng anh lại một bài. Mười ngón tay ôm tình đắm say, ngón trái tim em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Thôi được anh. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai người này á là tự dưng mà nói chuyện về tay hết á. Ngộ lắm. Rồi, nãy giờ thì chúng ta đã nói chuyện ha. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa các bạn. Để tay mình nút bấm đi. Hãy cảm giác thật sự xem trái tim mình nó có rung động với đối phương chưa. Nếu không rung động thì không cần bấm. Bấm nút
là phải hẹn hò và trao duyên với nhau để tiến xa hơn đó. Nó quan trọng lắm nha các bạn. Nếu không bấm, chúng ta để cái nút bấm đó cho người khác. Đừng có bấm vì bất kỳ điều gì. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm nha. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Trên nó không ai. Sao nó không vô hả? Tao bấm lại cho. Bấm mạnh vô. Đó, trời ơi. Em làm anh giật mình luôn, em gái cả Vĩnh luôn á. Nắm tay vô đi. Nắm tay thật chặt vô. Đúng thật chặt. Rồi. Bây giờ thể hiện luôn đi nè. Một cái hôn má rất là ngọt ngào cái nè. Dạ, thôi con xin phép cô chú ạ. Nếu em nha. Vô vô, tấn công. Thơm không? Dạ thơm. Thôi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity. Trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity. Nếu như các bạn đăng ký kết hôn Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hè dùng tốt cho cả nam và nữ. Rồi về Kiên Giang chạy Vinh chơi đi. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Rồi, chúc mừng hạnh phúc nha cơ. Dạ. Nói bụng lên á thì ai mà bụng tên là lên bằng liền nè. Biết chơi thể thao nè, biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là việc đẹp, vô cái là xong, không ngon khỏi lấy tiền. Em hoạt bát, em biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm khô già và tất cả các món ăn vặt. Nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được, do bên đàn gái thôi. Đàn gái cửa là hốt luôn. Hốt luôn. Tô Bàn kiến tạo chuẩn mực. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình. Xin chào cả chú Quyền Linh đi, chị Cát Tường và toàn thể các bạn ở trong trường quay. Rồi. Mình tên là Lê Văn Đông, năm nay mình 28 tuổi, đang sống ở thành phố Lạc nhưng mà quê là ở Ninh Thuận. À, Đông làm nghề gì? Hiện tại em đang làm điêu khắc gỗ nghệ thuật. Điêu khắc gỗ, tranh gỗ, tượng gỗ, tức là làm cái này là phải có bàn tay gọi là thông mỹ lắm mà ha. Dạ, dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em xin chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Thị Thu Vân. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em thì ở Vũng Tàu, nhưng mà em đang làm việc và sinh sống tại thành phố xinh đẹp thơ mộng Đà Lạt ạ. Ồ, trùng hợp quá. Ở gần nhau hơn phường mấy vậy em? Dạ em ở phường 8 ạ. Ôi trời, phường 11 qua gần lắm, 5 phút tới à. Dạ. Vậy mà đó giờ trở anh không biết em ở Đà Lạt bao lâu rồi? Dạ em ở được hơn 9 năm rồi chị. Trời ơi, ở cùng Đà Lạt gần nhau mà không nhìn thấy nhau, không tìm được gặp nhau mà hôm nay lại gặp nhau ở Bạn Muốn Hẹn Hò. Đúng là cơ duyên. Dạ em xin chào anh ạ. Anh có thể nói cho em và tất cả mọi người ưu điểm và khuyết điểm của anh cũng như sở thích của anh không được không ạ? Nói khuyết điểm trước đi. Dạ. Khuyết điểm của anh là đói bụng lên thì ai mà đụng tới anh là lên đồng liền à. Bực bội. Khi mình đói là mình có tật xấu. Wow đó, đây cũng có mấy người vậy đó. Với một cái nữa là khuyết điểm của anh là anh có hút thuốc lá. Hút nhiều không anh? Ngày trước thì có nhiều, bữa nay thì giảm bớt rồi. Cách đây bao lâu vậy anh? Khoảng 2 năm. Bớt là bớt bao nhiêu vậy anh? Trước kia thì anh hút nhiều lắm, hút ngày 2 gói nhưng bây giờ bỏ ngày còn nửa gói thôi. Dạ. Rồi ưu điểm gì nó nói luôn đi. Biết chơi thể thao nè, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là việc đẹp, vô cái là xong. Mà có ngon hay không á anh? Chất lượng lắm em ơi, không ngon khỏi lấy tiền. Giống mèo khen mèo dài đuôi quá. Còn gì nữa không nè? Sở thích thì thích nuôi chim chào mào, thích trồng hoa, thích những cái cảnh đẹp mà chỗ nào mà đẹp là trải chiếu ngủ đó, cả ngày cũng được, không muốn về. Rồi mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em. Em hoạt bát, em nhanh nhẹn, em biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm khô gà và tất cả các món ăn vặt. Em hay nấu cho bạn bè của em ăn. Và trước giờ thì em chưa có thấy bạn em đứa nào chơi hết à. Em hơi khó tính một chút xíu, thích sạch sẽ, em nói hơi bị nhiều. Em cũng hơi đa nghi chút xíu, rất là sợ tăng cân, nhưng mà em rất là thích ăn. Thôi ăn đi em ơi, có sức khỏe. Tình trường thì sao? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em do em hơi nhạt nhẽo, không có chủ động, không biết thể hiện tình cảm, nên cuối cùng cái mối tình đó của em cũng chấm dứt. Thì qua mối tình thứ hai thì em có điều chỉnh, biết nêm gia vị, nhưng mà nó cũng hình như nó hơi mặn quá hay sao á.
nên nó lại lại không được dạ. Lạc quá cũng không được mà mặn quá cũng ăn không ngon. Dạ. Đợt này là nêm dừa nha. Dạ. Rồi bạn trai bên kia, em có một mối tình và chia tay cách đây là 4 năm rồi chị. Mình quen lâu mau rồi 2 năm. Và lý do sao chia tay? Lý do chia tay thì bạn gái ấy có cái lừa dối á chị. Em hẹn hôm đó là chủ nhật em chở bạn ấy đi chơi, nhưng mà bạn ấy là kêu bảo là hôm nay em mệt em ngủ, thì em cũng để cho bạn ấy ngủ rồi em đi mua đồ ăn sáng. Mua đồ ăn sáng chạy qua thấy đi chơi với người khác xong buồn về luôn. Nhưng mà đi với ai? Đi với bạn trai hay đi với gái? Nhiều khi dạ, là đi với một người đàn ông khác đó chị. À thôi bỏ qua chuyện cũ đi, bây giờ nói tương lai nè. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Cao cao, manly, đừng có ốm quá, mập mập chút xíu để cho nó ấm á chị. Nhất định là phải chung thủy, không có thả thính nhiều người quá, và đặc biệt là đừng có quá nhiều em gái mưa. Anh ơi anh có nhiều em gái mưa không anh? Không có ai mời nhắn tin anh còn không trả lời luôn. À vậy hả anh? Anh là cực kỳ chung thủy á. Dẻo miệng em cũng thích rồi. Anh thì không có dẻo miệng đâu, nghĩ đâu là nói đó thôi à. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Ưa nhìn là được rồi, tốt với mọi người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ của bạn ấy. Em không quan trọng về nghề nghiệp hay là gì cả, thì quan trọng là cái sự chung thủy và chân thật. Cũng không cần mà người đó quá giỏi giang hay gì cả. Bây giờ nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được nè em? Nếu được thì do bên đàn gái thôi. Đàn gái mở cửa là hốt luôn. Hốt luôn. Nhanh nhất là bao lâu rồi chậm? Nhanh nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ, mà sẵn chậm nhất chưa? Là 6 tháng. Mà chậm nữa là 1 năm trở lại thôi. Nhưng mà em đã sẵn sàng hết chưa mà em nôn nóng vậy? Muốn vợ lắm rồi. Muốn vợ lắm rồi. Rồi lấy vợ về ở đâu? Thì đương nhiên ở Đà Lạt. Ở chỗ nào? Ở nhà của ai? Hiện giờ em đang thuê cái chỗ đó làm mặt bằng để em làm ăn. À, 10 năm. Mình ở trong đó luôn, thuê 10 năm. Mà được mấy năm rồi? Là mới được 4 năm thôi. Tốt. Như vậy là sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Bạn gái dạ, gật đầu là ok thôi. Dạ, gật đầu là hốt luôn. Có cái điều gì mà em cảm thấy không có thích ở ở vợ mình không? Không thích người con gái bài bạc, với lừa dối. Có bài bạc gì không em? Dạ không chị ơi. Trời ơi, con gái đâu ai đâu bài bạc. Ô có chị. Không có. Em thấy rồi. Thấy anh này cũng được đó. Nhưng mà ảnh muốn cưới sớm quá vậy em đáp ứng được không? Thời gian không quan trọng chị. Ừ. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem đàn gái như thế nào nha. Dạ. Em muốn sao? Dáng người cao thấp. À, da trắng hay gì? À, da trắng càng tốt. Đừng có mập quá là được. Vừa đủ ôm thôi hả? Trắng. Vừa đủ ôm. Dạ em chào anh Hoàng Linh ạ. Chào em. Nãy giờ em nghe anh này nói em cảm nhận ảnh thế nào? Em thấy chắc là cũng chín chắn. Tại vì em thích tìm người chín chắn, biết lo cho gia đình. Bây giờ em nghe nói anh có cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình không? Có một chút xíu gì đó. Chút xíu gì thôi hả? Dạ chắc là 70-80% à. 70-80% là được rồi. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với dì ruột của em ạ. Dạ chào dì. Tôi xin phép chào MC Quyền Linh. Dạ chào dì. Cát Tường. Dạ. Chào cô bác trong khán giả trong khán đài hôm nay. Tôi là dì ruột của Phan Thị Thu Vân. Tôi thấy cháu trai đây nè cũng rất là dễ thương, ăn nói cũng hoạt bát. Cháu gái của dì á thì nó tánh nó thì nó hay nóng nóng, hay nhạt hay nộ. Sau này mà có mà thăm nhân á thì các con á phải nhìn nhường nhìn với nhau. Nó thì nó hay nó nhiều chứ mà nó cũng hiền lắm. Mà nó ở nhà chứ nó cũng tỉ mỉ, biết lo cho gia đình. Nó chỉ có một bà mẹ với đứa em thôi. Nay mẹ nó đi không được là vì thế gì đi lên đây. Khi đến đi rồi gia đình cũng chấp nhận cháu trai của dì, nhà cháu rể đó, đến cho nó sớm sớm. Dạ, con cảm ơn dì. Dạ, cảm ơn dì ạ. Rồi, anh đi với ai? Dạ, em đi với hai em gái và hai bạn và hai em kết nghĩa. Em gái ruột đó hả? Dạ, hai em gái ruột. Rồi gặp em gái ruột. Dạ, đi. Em gái ruột thì được, cái em gái mưa là cô không chịu đâu dạ, á nha. Hai em gái ruột. Em chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào hai em. Dạ, em chào quý vị khán giả ở đây. Em thấy anh chị cũng hợp với nhau. Dạ, hy vọng sau chương trình này anh chị sẽ tiếp tục hẹn hò. Xin cảm ơn, xin hết ạ. Bên kia của em gái ruột luôn á hả? Dạ, em gái. Giống hai chị em sinh đôi đúng không? Dạ không, cách nhau cũng 3 tuổi. Rồi, mở cửa hàng rào. Trong cái bộ hoa này tặng cho em mang từ Đà Lạt xuống nè. Dạ em mang từ Đà Lạt xuống hả?
Rồi, chúng ta bắt đầu nói trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận đầu tiên khi các bạn gặp mặt như thế nào? Dạ em chào anh. Em muốn hỏi anh là anh cảm thấy em là người như thế nào ạ? Anh cũng là thấy em này cũng rất là dễ thương, cũng rất là mộc mạc chân thành. Thì anh thì cũng thích cái ánh mắt. Anh nhìn đầu tiên anh là thích. Thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên của em là anh nói chuyện cũng chân thật, cũng thật thà, chất phác. Em muốn hỏi anh là anh định nghĩ thế nào là hạnh phúc? Thì theo như anh nghĩ thì hạnh phúc thì phải đến từ hai người. Thì mình biết quan tâm, chăm sóc cho nhau. Những khó khăn vất vả trong cuộc sống thì mình phải chia sẻ. Đừng cứ im với nhau rồi cuối cùng cái đổ vỡ, không có cái kết cục hạnh phúc cho tương lai. Dạ. Em thì khi mà đi tới những cái nơi đông người á, ví dụ như siêu thị hay là đập phim công viên gì đó, em thấy những cái ông bố bà mẹ dắt con cái của họ đi chơi, đi công viên á, thì em thấy rất là thèm, rất là muốn mình có một cái gia đình nhỏ như vậy, muốn mình có một cái hạnh phúc như vậy. Nếu em đồng ý, anh sẽ cho em được một gia đình như vậy. Thì anh cũng mong rằng thì trong tương lai mình sẽ tiến xa hơn và mình có cơ hội mình đến được với nhau, mình đến được thành chồng, thì anh nguyện sẽ đem cuộc đời và trái tim này trao tặng cho em. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Hôm nay cái duyên hai bạn đã gặp nhau ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn có phận hay không là do hai bạn tự quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm quý vị nha. 1 2 3 Xin mời. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào. Cảm giác sao? Ấm nhưng mà tay hơi run. Nghệ sĩ điêu khắc hả? Hãy về khắc hình cô gái ấy trong tâm trí của mình nha. Hôn nhau đi hai bạn. Cái gì kia? Là Thành không chị? Là Thành đó. Trời ơi, giờ này bà hỏi là Thành không chị? Là đã đỏ tim, hai trái tim lên rồi nè. Rồi nắm tay nhau rồi nè. Rồi ngày hôm nay là một cái nụ hôn tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò để kỷ niệm ngày hai chúng ta vừa có duyên. Còn phận để đó chờ xem. Rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Dễ thương lắm. Từ những cái nụ hôn đầu tiên đó mà bây giờ rất nhiều cặp đã cưới nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây, phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Đây, một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng. Ở Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi. Trời đất ơi. Anh có bệnh dị ngửi không anh? Bệnh gì em? Mời bạn nam. Rồi. Mời bạn nữ. Rồi đi bạn. Dạ. Rồi ngồi em gái. Chúng ta hãy nói lớn lên trao đổi với nhau để cảm nhận đầu tiên là tiếng nói của nhau nha. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, cùng quý vị khán giả và bạn nam bên rạp kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay là em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Tuấn Long, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Hiện tại thì em sống ở Sài Gòn và em làm ở Nhân Trạch Đồng Nai. Thì dự định tương lai là em sẽ về Đồng Tháp quê hương của em để làm việc. Đồng Tháp thì cách Vĩnh Long có 20 cây thôi. Dạ, ở sát bên luôn chị. Sát bên đúng rồi, nhưng mà có điều bây giờ đang hẹn hò nè. Đầu tháng sau là em về Đồng Tháp luôn rồi. Ủa? Đầu tháng sau là chỉ về công tác Đồng Tháp luôn á hả? Dạ đúng rồi, em về chứ gần nhà em chứ gần gia đình đó chị. Rồi vậy thì quá dễ rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì nè? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với nhanh nhẹn và biết chăm sóc gia đình, chăm sóc thú cưng. Hả? Dạ. Em nuôi thú cưng gì? Dạ em nuôi mèo với nuôi chó. Nhiều không? Dạ 4 con mèo với 1 con chó. 4 con mèo? Dạ. Trời ơi dữ vậy.
Rồi, còn điểm yếu của em á thì em đôi khi hơi nóng vội với hay quên. Rồi, vậy thì ưu điểm, khuyết điểm của em trai là gì nè? Em chơi thể thao cũng khá, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, đặc biệt là em chơi cầu lông giỏi lắm chị. À vậy hả? Em cũng hát cũng được. À. Còn khuyết điểm thì chắc nói ra nó cũng vui vui đó. Em ở Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Thì buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi, xì hơi. Xì hơi. Trời đất ơi. Gì vậy? Cái tự nhiên mà chị. À. Sao? Dạ. Là ai thắng? Chắc là em to con hơn, cái tiếng chắc của em lớn hơn quá. Sao đâu, cái đó là cái trời cho. Nếu ai không làm thì ốm o gầy mò. Thôi bỏ qua đi. Em trai em có mấy mối tình rồi? Chắc là hai. Hai. Mới đây thì là chia tay thì khoảng một năm rưỡi, quen từ 6 đến 7 tháng vậy đó. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó nhỏ tuổi hơn em tới 8 tuổi, trẻ con quá đó anh. Hai người không hợp nhau thì chia tay. Rồi, bạn gái thì mấy mối tình em? Em có một mối tình chính thức cách đây cũng 5 năm rồi. Thì sau đó thì cũng bạn bè với người thân cũng giới thiệu, em cũng quen thêm một người. Nhưng mà quen được một thời gian ngắn thì không được tuổi. Kỵ là kỵ tuổi nào? Tí ngọ mẹ dậu quá chị. Em tuổi ngọ nhưng là tuổi tí. Em tuổi gì, con gì em? Dạ em tuổi Thìn tên Long. À, vậy được rồi. Nghĩa là không kỵ mà cũng không hợp. Dạ cỡ 50-50 á chị. Mà nhà chịu không chứ để mất công người ta. Dạ quen rồi. Có phải chịu, tại vì 50-50 là được đó chị. Rồi vậy được. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ em muốn tìm một bạn trai là không có bị nói. Nhưng mà như anh Quyền Linh thì được. Còn em anh giống nhau á. Với lại là không bị hô, không bị mớm, biết quan tâm chăm sóc cho em, với lại không hút thuốc. Không hô, không mớm, không hói. Xét về mặt hói. Thì hơi hói. Giống anh Linh á chị Tường ơi. À, để chút tôi coi gọi gì nữa. Xét về mặt móm thì không có móm. Xét về mặt hô. Đừng nói thì Nguyên. Cũng không có hô. Dạ được. Xét về mặt mập thì có mập. Em thấy ổn không em gái? Dạ anh Linh coi giùm em là không biết anh coi cái anh gì Minh. Bây giờ nè em nói em không thích thói mà anh này anh bị hói rồi sao? Nhưng mà cỡ anh Linh là được. Cỡ anh hơn anh rồi sao? Hơi trùng bước tí. Hơi trùng bước ha. Hói thông minh mà sao tức tức ghê sợ. Phụ nữ thích hói thật, nghe chữ hói là khó chịu rồi. Suy nghĩ kỹ đi. Dạ để coi xem mặt như thế nào đó anh ơi. Anh này hơi hói. Dạ. Chút mà anh năng động, đẹp trai á. Dạ. Nhìn chắc chắn lắm nha. Dạ. Rồi. Anh có hút thuốc không anh? Hút thuốc không? Dạ không em. Không có. Dạ. Nhậu được không em? Dạ được. Em biết nhậu không? Cũng được anh. Cũng được ha. Chịu. Dạ. Chịu không? Chịu. Rồi được á. Vậy bên kia đưa ra cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi chị. Da. Dạ. Trắng. Tóc thì ngắn dài thì cũng được, thon thon xíu đi, tại vì em cũng có ký lô á. Em tròn tròn. Mẫm mẻm ha em? Nó cũng gần tới đó rồi đó anh. Chưa, vậy là được rồi, chuẩn rồi. Hơi hói hói thôi ha. Hói hói mà hói nè, hói màu đen, hói có quéo quéo dạ, nữa ha. Cái này di truyền cái chị. À, không có sao cả, khi nào đám cưới? Nếu mà hợp thì 1-2 tháng hay là cuối năm làm được liền rồi chị. Em cũng gấp lắm rồi. Mắc gì gấp? Thích có con. Thích trai hay con gái? Trai gái đều được nhưng mà chắc phải đẻ nhiều nhiều cho vui. Anh có bệnh, anh có bệnh. Không bệnh. Dị người không anh? Bệnh gì em? À, em có bệnh, có bệnh dị dạ, người. Tại vì em nghe nói là muốn có con liền á, tại vì thường thường. À vậy hả? Không, không bệnh là chắc chắn không có. Trời ơi, câu này có sâu sắc dữ vậy. Hỏi cái hết hồn à. Tôi cũng hết hồn nữa, tôi cũng hết hồn nữa. Có dạ. Làm dâu không nè? Thật ra thì em chỉ còn sống với dì ruột thôi, mẹ thì mất rồi. Dì em dễ lắm. Cho nên cũng không có làm dâu gì nhiều đâu. Rồi, Vĩnh Long đi qua Đồng Tháp với ẹt chứ gì. Bây giờ mình gặp người thân đi coi nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em trai với đứa cháu gái. Dạ chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. À. Rồi chào em. Chào quý khán giả, em tên Long. Em là em trai cô cậu của chị Hoàng Anh. Chị Hoàng Anh á thì ở nhà nói chung là thích nuôi mèo lắm. Nhưng cái gì cũng tốt, chỉ có điều là có tính trẻ con cho nên cần một cái bờ vai rộng để mà dựa vào. Thì em cũng cảm thấy anh là bờ vai cũng khá là rộng á. Hy vọng cho hai người cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Dạ em đi với dì ruột của em và hai người em họ. Chào dì. Chào dì.
Chào MC. Vui không gì? Dạ vui. Vậy thấy sao cháu dâu bên kia được không? Không chào gì? Cháu thì cũng dễ thương đó. Nhưng mà tùy theo con chọn thì cưới được chỗ nào thì dì chịu chỗ đó. Mà sao thì dì vui vụ gì mà dì cười dữ vậy dì? Thấy vui. Thấy vui hả? Thấy cháu quá. Mình lên đây là thấy vui ha? Vui. Rồi, kiến gì em gái? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Nói về anh em á, thì nói chung là đi ra ngoài thì rất là được nhiều người bạn bè rồi đồng nghiệp quý mến. Dạ. Bạn thì nhiều nhưng mà bạn chung giường thì chưa có. Chị bên này á, thì em thấy là cũng hiền. Thì coi như là đến đây thì em cũng hy vọng là anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Đó. Bắt đầu đi. Anh có món quà tặng em. Cái này không? Dạ, em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Sau khi mình mở màn ra rồi á, đúng bao nhiêu phần trăm là cái suy nghĩ ở trong đầu của em lúc nãy? Theo em nghĩ anh là một người vui tính, rất là tự tin, hài hước nữa. Em cũng thích một mẫu người hài hước vậy. Dù hói ổn không em? Cái vụ hói thì không, cái này không có hói. Ổn mà, thấy được mà. Hơi cao một xíu. Tôi dán lên coi hói không nè. Chán cao, chán cao. Thấy được cái thấy tài đẹp trai cái không hói đúng không? Hói dán lên coi nó hói dữ lắm chứ bộ. Dán lên coi nó hói dữ lắm chứ bộ. Em ấn tượng cái bé béo vậy. Dạ, anh ấn tượng gì về em? Thấy em cũng dễ thương. Dạ, à. Em cũng hơi mũm mỉm. Không, thực ra vậy cũng được rồi. Vừa chứ với không em không... rồi. Dạ. Ví dụ như nếu mà có tí xa hơn nữa thì hai đứa cùng đi tập gym chẳng hạn. Dạ. Có thể tiến xa thì bao lâu mình có thể tiến xa hơn? Gia đình em cũng đang hối em dữ lắm. À. Cho nên là nếu mà tim em đập loạn nhịp hoặc là xét đánh đùng đùng gì đó thì... chắc là bao giờ cũng được. Bây giờ có sẹt miếng nào, đã đánh đùng đùng miếng nào chưa? Dạ, chắc hơi tăng tăng một chút xíu. Tăng tăng hả? Anh làm sao chích miếng điện nữa cho cổ tăng luôn coi. Vậy em xin hát một bài tặng cho bạn nữ ha. Bà. Dạ. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Mỗi sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng. Mưa nắng là quên rồi, Loan ơi, Loan ơi. Em cũng muốn gửi một bài hát đến anh, nhưng mà em hát một khúc có khi em cũng hơi quên lời. Dạ, không sao em. Dạ. Con đường xưa anh đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vu quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi, khóc theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Dạ, em xin nhận. Em hát hay. Rồi. Ta hẹn hò thế nào đó, mình tính trước đi. Em chỉ còn ở chung với mẹ em á. Nếu mà sau này mình có thể tiến xa, tiến đến hôn nhân á, thì anh có ngại như mà em đi giữa hai gia đình để lo chu toàn hết hai gia đình không? Cái chuyện đó không ngại đâu em. Dạ. Anh thì cũng sống như gì, anh thì đi qua đi lại thì gần thì nó dễ lắm. Anh có thích nuôi mèo không? Nuôi thì rất là thích Sài Gòn á, anh không có nuôi. Dạ. Nhưng mà ở nhà thì vẫn muốn nuôi để đi về, chẳng hạn đi làm về có con vật này kia cũng vui. Vậy là anh không có ngại nha. Không ngại. Dạ, trời ơi, đừng có xúi nuôi mèo. Đi làm về mong gặp con người đi, không mong gặp con vật. Anh có
hay ghen không? À, ghen thật ra ai cũng có ghen hết á, nhưng mà ít hay nhiều và nó là ở chừng mực nào. Đôi khi em đi công tác xa về hơi trễ vậy đó, chưa có lo cơm nước canh nhiều thì anh có cảm cái thấy... đó thì mình phải nói trước. Dạ. Không? Ví dụ như cái công việc của anh về sớm được, anh vẫn nấu được, nhưng mà phải báo trước nha. Dạ. Rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. 15 giây các bạn cảm nhận về nhau và nói những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong lòng. 15 giây bắt đầu. Thì mình đến đây là cũng cái duyên rồi. Dạ. Thì anh mong mình cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Để mình tìm hiểu, nếu mà không được thì vẫn làm bạn cũng không sao. Dạ đúng. À, em cũng mong thì chúng ta sẽ có những cái cơ cho nhau cái cơ hội. Thì để mình tìm hiểu. Thì nếu được may mắn thì mình sẽ tiến xa hơn. À. Không thì mình được biết thêm một người bạn. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là để hẹn hò, để tìm một nửa yêu thương, để có thể tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta không cảm thấy đối phương phù hợp thì chúng ta không bấm nha. Không bấm vì bất cứ một lý do gì. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Dạ. Tay đi, hai người đứng sát nào. Dạ, xứng đôi ha. Rồi. Xin phép hai bên hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi bạn trai. À. Cho anh hẹn hò với gì? Dạ. Là hôm nay tụi con bắt đầu hôm hẹn hò với nhau gì đi. Xin phép gì hôm nay tụi con được hẹn hò. Dạ. Vì vui lắm, vì cười thôi. Dạ, anh không biết. Được không? Dạ được. Em thấy anh run rồi đó. Rất dễ thương. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Và quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15.000.000 đồng tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ, Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Rồi, chúc chúng ta sẽ cùng đi chung một con đường quốc lộ 1 về miền Tây nha. Dạ. Chúc các bạn sẽ sớm báo tin vui chúng tôi nha. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn chị Tường ạ. Rồi. Việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ. À, nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít nấu ăn được em ơi. Có con rồi anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Đó là thành công đầu tiên của cặp đôi thứ nhất thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả và bạn tham gia chương trình nè. Dạ, em tên là Đinh Thị Hoàng Yến. Năm nay em 27 tuổi, em là giáo viên trường mầm non ạ. À, quê em ở Bình Dương ạ. Bình Dương, rồi dạ. Giờ mình đang dạy ở đâu? Dạ, em dạy ở Bình Dương luôn ạ. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Lưu Hoàng Mẫn, năm nay 37 tuổi. Mình quê ở Bến Tre. Hiện tại đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương. Công việc của mình hiện tại là nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công ty chế biến thực phẩm ăn liền. Rồi, hai bạn cùng ở Bình Dương thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ thì em nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của Mẫn nào. Dạ, ưu điểm là hiền lành và trung thực, vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm là hơi nhát, hơi ngại giao tiếp. Thỉnh thoảng là hơi suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ là suy nghĩ chuyện gì em? Dạ, thí dụ như mình đi ra đường hoặc mình đâu mình thấy có những cái gì mà nó không phù hợp hoặc là nó bất công á. À, thì mình muốn có ai đó là phải xử lý giùm. Em
gái, ưu điểm khuyết điểm của mình. Em sống trách nhiệm. Khuyết điểm của em là em thiêu thừa may giá, em ít lắm, em không biết ạ. Tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 4 mối tình và vài mối tình lẻ. Rồi cái mối tình gần đây nhất chia tay bao lâu rồi? Dạ mối tình gần đây nhất là em chia tay tới bây giờ là được 5 tháng rồi. Mới 5 tháng quên lẻ vậy em? Dạ. Mối tình đó quen, quen nhau bao nhiêu năm mà dạ, chia tay 5 tháng? Quen nhau được 3 tháng ạ. Trời ơi, 4 mối tình mà có một số mối tình đơn lẻ chắc cả khoảng chục ha. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm em trong yêu rồi đúng không em? Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là chia tay cũng được 3 năm rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ mỗi người có em muốn tìm đó là người của gia đình. Việc gì của phụ nữ làm được là người đàn ông làm được. Dạ hỏi anh bên kia, em hỏi anh coi anh có bị dạ, thuốc lá. Dạ anh có rượu thuốc lá gì không anh? Không em ơi, anh thì không có hút thuốc. Rượu thì bia thì uống ít chừng mực thôi chứ không có quá. Chạy việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ, nói chung là cơ bản là làm được. Nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít nấu ăn được em ơi. Có con rồi anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Tức là người đàn ông phải làm bất kỳ điều gì của người phụ nữ làm được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chỉ có đẻ là không được thôi. Dạ đúng rồi. Rồi bạn trai thì mình tìm mẫu người bạn gái như thế nào em? Em tìm mẫu người bạn gái là cũng hòa đồng, vui vẻ và sống chung thủy, xinh dễ thương là được. Dạ. Siêu mỏng được không anh? Đừng ốm quá cân đối là được, đừng mập quá. Được. Vậy siêu dày được không? Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Ngủ nướng nhiều hay là ăn quà giặt quá? Ngủ nướng nhiều kệ người ta, nhiều khi người ta mệt ta ngủ nướng kệ người ta. Ta thích ta ăn quà giặt thì cũng kệ người ta, có gì đâu không thích. Ngủ ít thôi anh, tức là ăn quà giặt mà ăn từ cơm luôn á. Tức mà ăn ít ít thì không sao. Dạ. Hai cái không thích lạ quá. Cái này phụ nữ hay dính lắm đó nha. Ăn giặt ngủ nướng. Thôi được rồi, anh coi đàn gái sao. Dạ chào. Ồ, anh chào đàn gái. Dạ. Em có ngủ nướng không? Dạ không ạ. Có ăn vặt không? Dạ cũng có thỉnh thoảng à. Anh bên đây anh cần chăm sóc cho nó mập mạp chút xíu. Anh cũng hơi ốm. Bên đây chăm sóc trẻ mà. Anh thích người ốm không? Nếu mập rồi ốm không sao hết à. Không thích nhất người đàn ông là gì? Dạ là gia trưởng ạ. Anh này cũng có gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Không nổi đâu, anh cũng hiền hậu lắm. Dạ. Anh có tính đàn bà không anh? Tính đàn bà không? Không, anh bình thường. Tính đàn bà đàn ông là tính toán được chi li cầm ràm. Anh không có cầm ràm, anh rộng rãi phóng khoáng à. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có đàn bà không? Dạ không. Anh thấy được rồi đó. Nhưng mà bây giờ em làm dâu được không cứ? Dạ được, anh sẽ cố gắng à. Sẽ cố gắng đúng không? Dạ. Rồi. Dạ, dạ chào anh. Thường thường ta nói ốm yếu, anh ốm anh có yếu không? Dạ không, em không yếu, ốm mà khỏe. Sao biết không yếu? Em chơi được nhiều môn thể thao. Môn gì anh? Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông thì em chơi được hết à. Đâu anh hít đất thử em 10 cái thôi. Sâu dữ ha. Rồi, được rồi anh. Khuyến mãi được luôn. Rồi, được rồi. Hơi thở ổn định nha. Dạ. Quê mình ở Bến Tre. Dạ. Mình định là lập nghiệp Bình Dương luôn hay là sau này mình định về quê? Em làm ở Bình Dương, chắc sau này cũng lập nghiệp ở Bình Dương. Lập nghiệp Bình Dương luôn. Và ba mẹ mình còn dưới quê hả? Dạ. Lý do tại sao mà trước giờ anh chưa tìm được người yêu, anh có biết không? Có nghiên cứu không? Do một phần chắc mình cũng hơi kén tí. Kén? Em không thích người phụ nữ mà trang điểm quá mức, hơi lè lẹt xíu thôi. Dạ. Bình thường là được. À, vậy là tốt quá rồi. Một người bạn ông ốm nhưng không hề yếu nha. Hôm nay anh trai đi với ai? Dạ, anh đi với mẹ với bác. Chào Nguyễn Dương, Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Thấy cháu gái này cũng dễ thương. Dạ. Nếu là nhà giáo thì chắc cũng biết lễ phép hiền hậu. Dạ. Cô có yêu cầu gì, có tiêu chuẩn gì con dâu tương lai không cô? Dâu thì phải biết thương yêu cha mẹ, cha mẹ nào cũng vậy, cũng phải thương yêu. Dạ. Lễ phép kính trọng. Bác có ý kiến gì không bác? Cháu tôi nó hiền lắm. Dạ. Nó hiền mới ở tới với lớn mới lấy vợ. Chứ không thôi nó cũng nhiều cô lắm mà. Dạ, nhiều cảm cô ơn. Muốn lắm. Dạ cảm ơn. Dạ, bác. Cảm ơn bác. Hôm nay em gái đi với ai nhỉ? Dạ em đi với mẹ em à. Dạ anh xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Sương, là mẹ của bé Đinh Thị Hoàng Yến. Dạ. Cũng hay xem gia đình bạn quen họ không? Dạ có. Em rất ngưỡng mộ anh Quyền Linh á. Dạ. Cô nhận xét sao với chàng rể tương lai bên đó? Bạn trai của Yến thì cũng hiền. Dạ. Nói chuyện thì cũng nhỏ nhặn đàng hoàng. Sau này hai đứa nó tìm hiểu ra sao mình chưa biết. Nhưng mình cũng rất mong là bạn trai nó, nếu mà sau này hai đứa kết hôn thì biết san sẻ việc nhà với vợ, gánh
giác cùng vợ trong cuộc sống, đừng phân biệt là chuyện của vợ hoặc của chồng. Dạ, cảm ơn cô. À, như vậy là các bạn được hưởng lợi, hai bên gia đình cũng đã có những chia sẻ rất tốt rồi. Mình sẽ gặp nhau trong vòng vài phút các bạn nha. Mở rào. Mời bạn. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy em có siêu mỏng quá không? Không, anh thấy em cũng vừa. Dạ, dạ. Hai người về là tẩm bổ cho nhau là vừa rồi. Dạ. Nấu món ngon cho nhau ăn mập mấy hồi. Dạ. Ví dụ như những lúc mà em mệt mỏi quá, em không thể nào làm được, anh có thể làm giúp em tất cả mọi thứ trong gia đình được không? Được, em có nói là ok anh. Kể cả giặt đồ hả? Thì giặt đồ anh cũng biết giặt mà. Hoặc là mình có máy giặt mình giặt vô. Bây giờ giặt tay không được à? Thì được, được thôi, mà giờ điều kiện nó cũng phát triển rồi, mình có thể giặt bằng máy cũng được. Em nghĩ là giặt tay sẽ tốt hơn đó chứ. À, thì sao cũng được. Thì anh muốn mình sẽ được gặp nhau trong một tuần mấy ngày? Nếu mà em rảnh được một tuần là hết luôn không? Anh hiện từng rảnh được khoảng 2 ngày. Em làm các buổi tối và ngày chủ nhật. À, anh cũng thường rảnh buổi tối nhiều hơn. Bạn trai có gì hỏi bạn gái thì để bạn gái hỏi hoài vậy. Em thấy anh có vẻ hơi nhát đúng không? Nhát. Em có thích chơi thể thao không? Em thể thao là cũng thích. Đừng có hỏi em thích đá banh luôn nha. Hai bạn giao lưu văn nghệ đi. Cô giáo chắc là hát hay nè. Mình hỏi ảnh thử coi, ảnh rủ mình chơi thể thao, mình rủ anh văn nghệ đi. Dạ anh có biết hát bài gì không? Em hát, anh hát tặng em một bài hát đi. Người yêu ơi, bao đêm anh thầm mơ bóng em đến, cùng với những tiếng hát thiết tha âm nồng. Và đêm nay trên cao bao vì sao sáng đang chờ, anh thầm mong bóng em dừng chân. Người yêu ơi, trên cao bao vì sao sáng đang chờ. Bài giai điệu lạ đó, em lộn rồi. Dạ, đến với chương trình này em xin đọc bài thơ do chính em sáng tác và em sẽ ra đọc. Dạ, bài thơ của em có tựa là Đợi người mùa thu. Đợi gì mùa thu em? Dạ, đợi người mùa thu. Dạ, hiện đại bây giờ là mùa thu. Mùa thu đất trời rực rỡ, một đó mây hồng chớm nở, vườn yêu hương sắc chờ ai tới, khách lạ đi qua xin ghé vào, trời hồng riêng đôi ta, dưới lá vàng rơi có chiếc hôn nồng. Mùa thu này có anh nha. Em thấy trái tim mình có rung động chút xíu nào chưa? Rung mạnh quá trời. Rung mạnh hả? Thấy cô gái trước có thích không? Dạ thích. Thích không? Dạ có thích. Giống đúng ý với em không? Cũng giống được 80-90% rồi. 80-90%, tốt rồi. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn trai. Đây đây đây. Một lần nữa, chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự trái tim mình đã rung động chưa. Chúng tôi không có quyền quyết định gì cả. Quyền quyết định bấm hay không bấm là do các bạn. Bấm là chúng ta trao duyên cho người đối diện. Chúng ta đang đối diện với bạn bè, ông bà, cha mẹ và hàng triệu khán giả xem. Chúng ta không thể dối con tim mình được nha các bạn nha. Quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho hai em. Được rồi đó. Nào, nắm tay đi. Nắm tay nhau nào. Nắm tay thấy sao? Ấm mát. Ấm mát hả? Rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng. Kỷ niệm ngày hôm nay. Đó, bác đồng ý rồi đó. Như vậy là hôm nay là ngày tốt rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn hẹn hò với nhau. Hy vọng tất cả mọi thứ nó sẽ phát triển tốt và nhanh đem đến một cái thông tin mới chúng tôi nha. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Hạnh phúc là phải từ cả hai chăm sóc cho nhau từng phút giây. Cửa nhôm Topan, đồng bộ, kín nước, chống ồn.